Nhớ là phải đưa quả sổ cho anh. Đã vào được lớp đâu lớp chưa mở? Chưa. Một không thì mình hiện cho anh đã. Đồng ý với mặt cô. Hello. Hello, teacher. No, how are you? I'm great. And you? I'm okay. Right. I'm sorry for the last 2 days because I had something to do. So I have to cancel the class. So we continue with our lesson today, lesson 14. So before the lesson, I'm gonna check the homework. Have you done the homework? Yes, I have. Okay. So can you open the homework of lesson 13? Yes. Emma had. Right? Mm-hmm. Okay, Emma, you can start now. Yeah? Yeah, you can start now. Emma had a birthday party in July. Maddy came, but Kipper didn't come. Ruby brought a small cake from a store he's not good at cooking, so he didn't make it. They didn't sing songs, but there was music, so everyone danced. There were sandwiches, but they didn't have a lot of drinks. Mm-hmm. Okay, so small mistake when you pronounce the word dance. Là từ này có ý đi đúng không? Từ này có quá khứ. Thế khi mình đọc mình sẽ đọc là dance. Âm đi ở cuối là sẽ bật âm đi ra nhá. Yeah. Okay, so we get back to our lesson today. So today we still learn about party time. So the content is going to be about party. At first, we have the part right listening. Okay. So we have a reading part before the listening part. Đầu tiên mình có reading part, phần reading nhá. Thì đầu tiên bạn đọc cho mình những cái thông tin mà họ cung cấp. Can you read the information? Yes, I can. Who? Sally's friends, classmates, and teachers. Where? Hope School. When? Saturday, April 19th. What time? 6:30. Nine p.m. Okay. So classmates. Classmates. Yeah, and teachers. Teachers. Yeah, rồi gọi ép nhá. So April 18, không phải 19 nhá. April 18. 18. Yeah, 18. Okay. Rồi, còn đây là một số những cái thông tin liên quan đến cái bài đọc sau đây. Đầu tiên mình có này, bạn của Sally này, có bạn, bạn học chung lớp này, giáo viên này, trường học này, thứ bảy này, ngày 18/4 này, 6:30, 9:00. Đây là những cái dữ kiện mình vừa đọc. Và sau đây thì mình sẽ có một bài đọc, mình sẽ đọc về cái nội dung này. Và bạn trả lời cho câu hỏi của mình đó là was yesterday fun for Harry? Rồi, bạn đọc cho mình đoạn văn này. Wow. Sunday, April 19th. Yesterday we had a welcome party for Sally, a new student at school. Before the party, I went to my friend Mark's house for dinner. Then we went to school together in his dad's car. We saw all our friends there. Sally's parents were there too.
There was cool music, but the room was too hot. We talked and played games. Then there was a dancing competition. A lot of the girls were good at dancing, and Mark was good too. He and Sunny got a prize. We had a lot of fun. Mm-hmm. Okay, so was yesterday fun for Harry? Was yesterday fun for Harry? Yes, she was. Wow. How can you know? Because she had a welcome party. Because in the power up, they say that we had a lot of fun. Đúng không? Kết thúc của đoạn văn này, bạn có nói là we had a lot of fun. Có nghĩa là Harry was fun yesterday. Rồi, có một số cái lỗi. Phát âm như này nhá. Từ này là cool music. Từ S này, bạn đọc từ S này. Từ talk. Nhớ, đọc cho mình từ này nào. Talked. Nó nghe là cờ đờ ấy, âm cuối là âm đờ ấy, đây là quá khứ đúng không? Mình sẽ đọc là talked. Rồi, đây là there was a dancing competition. Rồi, một từ nhá, mình để ý là khi bạn có một cái lỗi đó là bạn phát âm nhầm N và L. Ví dụ như từ new, mình không đọc là new mà là new student. Đọc lại cho mình nào. New student. Đúng không? N và L nhá. Thì giờ khi mình đọc ấy, mình bị nhầm giữa N và L. Nên là chú ý phần này nhá. Okay. Rồi. Then can you translate this paragraph into Vietnamese? Then can you translate this paragraph into Vietnamese? Yes. Chủ nhật ngày ngày 19 tháng 4 hôm qua chúng tôi có một bữa tiệc cho Sally, một bạn học sinh mới ở trường. Trước bữa tiệc tôi đến nhà bạn Mark, nhà người bạn Mark của tôi để làm bánh pizza. Tiếp theo chúng tôi cùng nhau đi tới trường bằng chiếc xe của bố bạn ấy. Chúng tôi nhìn thấy rất nhiều người bạn. Bố mẹ của Sally cũng có ở đó. Họ đã chuẩn bị một bản nhạc khá là mát. Ok, the cool music này đúng không? Mình thông thường ấy, cái từ cool này là ở mát này. Nhưng ở đây cool này có một cái nghĩa khác, đó là âm nhạc rất là thú vị, rất là hay ấy. Chúng ta gọi là it's so cool. Và ví dụ như bây giờ mình đi xem một cái bạn, một bạn nào hát hay chẳng hạn, mình nói wow, he sings so cool chẳng hạn. Cái từ cool này ở đây nghĩa là ngầu này, kiểu là thú vị này, funny ấy. Thì cái từ cool này là thay cho cái từ đó, còn không phải là cool là mát mẻ nhá. Vâng. Âm nhạc của nó rất là hay, nhưng mà cái phòng lại quá nóng. Đấy, cái câu là như vậy. Bạn nhớ ghi lại cái từ khu này nhá. Vâng. Chúng tôi nói và chơi game. Tiếp theo, chúng tôi đã có một cuộc thi nhảy. Rất nhiều các bạn nữ đã nhảy rất tốt. Và Mark cũng vậy. Anh ấy và Sunny đã nhận được phần thưởng, chúng tôi rất vui. Rồi, có một hai chỗ mình dịch thiếu này. Người ta nói là we had a welcome party for Sally. Nghĩa là chúng tôi đã có một bữa tiệc chào đón nhá. Welcome party là tiệc chào đón Sally, một học sinh mới đúng không? Ở đây không phải là chúng tôi đến nhé. Tiếp theo này, chúng tôi đến nhà bạn Mark có pizza, không phải là đến làm bánh pizza.
mà họ đến đấy để ăn pizza đó. Yeah. We went to the grandma's house for pizza. Là đến nhà bạn bạn đó là để ăn pizza chứ không phải là để làm pizza. Và nên nhớ là đây là một cái bài mà ở thì quá khứ. Chính vì vậy mà bất cứ một câu nào khi mà có động từ thì quá khứ mình đều phải thêm từ đã vào đó để dịch. Như là chúng tôi đã nói chuyện và đã chơi game chứ không phải là chúng tôi nói chuyện là chơi game. Okay. Rồi, bây giờ mình sẽ nghe lại một lần nữa xem họ đọc cái bài này như thế nào nhá. Vâng. Track B26, page 76, activity 12. Read. Was yesterday fun for Harry? Sunday, April 19th. Yesterday, we had a welcome party for Sally, a new student at school. Before the party, I went to my friend Mark's house for pizza. Then we went to school together in his dad's car. We saw all our friends there. Sally's parents were there too. There was cool music. The room was too hot. We talked and played games. Then there was a dancing competition. A lot of the girls were good at dancing. Mark was good too. He and Sally got a prize. We had a lot of fun. And then we have a right to the right answers. Ở đây mình đã vừa nghe, vừa đọc và vừa dịch cái đoạn văn rồi. Và bây giờ mình sẽ trả lời câu hỏi. Không phải trả lời câu hỏi, chọn đáp án đúng. Ở đây mình có chọn phương án A hoặc B. Đáp án nhất là đáp án thứ 2. Bạn đọc cả câu lên và chọn đáp án cho mình. Vâng. One, the party was at school. Oh, yeah. Two, Harry met Mark before the party. Three, the party was on Saturday. Mm-hmm. Four, there was food. Music at the party, but the room was too hot. Mm-hmm. Five, the children talked, played, and danced. Mm-hmm. Mark and Sally got a prize. Okay, so talked, played, danced. Đấy, bạn để ý nhá, những từ này khi theo đi rồi mình chỉ đọc âm cuối lên nhá. Vâng. Âm D. Okay. Rồi, okay. So the next part is about listening part. We have a full picture. So the first picture is, đầu tiên mình sẽ giới thiệu qua cho bạn về bốn bức tranh này. Để sau đó khi mình nghe, mình sẽ chọn được đáp án là thứ tự của những bức tranh theo cái đoạn văn là như nào. Ví dụ đây có bốn bức tranh đúng không? Bức tranh đầu tiên này. There are five people in the picture. What they are doing? What are they doing? What are they doing? They eating. On the seaside. They are eating on the seaside. Okay, exactly. So the second one, what are they doing? They kicking on the beach. They are playing football, kicking on the beach. Very good. Next part. They sang and play guitar on the beach. They are singing. They are singing and playing guitar on the beach. No. They are singing and playing guitar on the beach. Đúng không? Khi mình đã dùng gì hiện tại tiếp diễn, ở đây mình dùng là playing, mình nói là singing. They are singing thì phải là and tiếp diễn đằng sau thì phải dùng là doing. Chứ không phải nói là họ đang làm và họ và hành động diễn ra sau mình dùng hiện tại đơn là không được. Bạn hiểu ý mình không? Yeah.
Nghĩa là hai cái hành động cùng xảy ra một lúc và đang diễn ra ở thời điểm hoàn thành thì mình phải dùng hai động từ cùng ở thời điểm hoàn thành. Nhớ nhá. Có bất kỳ một từ nào vừa thì quá khứ này hay là tương lai, hai hành động cùng diễn ra song song, cùng đồng thời diễn ra tại một thời điểm thì mình phải dùng động từ sao cho nó gọi là match với nhau, consistent với nhau, nghĩa là nó cùng phải là quá khứ này, cùng phải là hiện tại và cùng phải là tương lai. Rồi. How about the last one? What are they doing? They are. Rồi, ở đây họ đang cầm hành lý này, họ vừa đến và còn họ rất là vui thì chúng ta là họ vừa về đến chỗ cái biển tại bãi biển này, đúng không? Là họ vừa bắt đầu đi du lịch và họ vừa đến cái địa điểm này. Mình xem bây giờ mình đã hiểu được là họ đang làm gì rồi. Và bây giờ mình sẽ nghe xem là hành động nào sẽ xảy ra trước nhá. Mà sắp xếp được cho mình sẽ. Track 43. Track 43. 62. Page 62. Activity 12. Activity 12. Listen and number. Listen and number. Hi, Lucy. Hi, Lucy. How was the party? That was fantastic. I met a lot of my friends from school. Oh, good. Oh, good. And was it very cold? And was it very cold? No, it was sunny, but windy. Was the food nice? Was the food nice? Yes, the food was great. We had fish and salad. Then strawberries. Yum. Were there any games? Yes, we played soccer on the beach. That was fun. But I wasn't very good at kicking the ball. Was there dancing? No, but we sang after the meal. Some of the songs were very funny. Okay. Rồi, mình vừa nghe, thì bây giờ bạn phải nói cho mình xem là hành động nào là diễn ra đầu tiên. Nghĩa là hành động nào, theo cái bài văn họ nói thì cái nào, bức tranh nào sẽ bức tranh đầu tiên. Bức tranh đầu tiên là đi. Đi, đi à? Đúng. Bạn có nghe được họ hỏi về cái gì không? Em nghe được là họ nói là I met a lot of friends. Rồi. Bạn kêu là how was your holiday? Thì bạn như nào? I met a lot of friends. Ok. So, how about the next one? Bức tranh nào nhỉ? Two. Bức tranh nào? Bức tranh thứ hai là A. A, yeah. Rồi. Họ nói gì trong cho bạn này? Họ nói là I eat fish, salad and strawberries. Strawberries, yeah. Bạn có hỏi là was the food good? Đồ ăn ngon chứ? Bạn phải nói là yes, I eat fish, strawberries and salad, đúng không? Yeah. Rồi, next one. Three. Three is bitter. Bitter B. Rồi, bạn ấy nói gì nhỉ? Bạn ấy nói là we playing football. On the beach. Ok, câu làm sao? Bạn nói gì? Một câu làm sao bạn nói là but I wasn't good at kicking the ball. Tôi đã không tốt trong việc gọi là đá quả bóng ấy. Bạn nói như vậy. So, the last one is picture C. C, một họ nói gì nhỉ? Em dùng phương pháp loại trừ. Nó loại trừ là rồi có nghe không nghe được đoạn nào là nói là mà nói là họ sẽ họ sinh họ chơi đàn họ sinh đoạn này họ nói rồi bây giờ mình sẽ điền đáp án là tự chọn tự mình nghĩ lại một lần nữa thì mọi chính xác là từ như nào nhá. Rồi như we have a table. So the meeting is completed. Number 2, 3, and 4. How was the weather? Bạn nói là thời tiết ở đây như nào? Cô đoán là có lần đầu có thể gì không?
Không nghe, không nghe đúng không? Rồi nhớ nhá, nhớ xem là how was weather, bạn nói gì về weather trong trong bài nghe, mình sẽ nghe một lần nữa. Rồi tiếp, what food were they, what food were there? Run gì đó nhỉ? They eat, they ate salad and strawberries. Rồi có một số đang, chữ số này điền gì nữa nhỉ? Ngoài salad và strawberries ra mình học ăn gì nhỉ? À, fish, fish. Rồi mình sẽ check sau đó nhá. Rồi tiếp number 5, what games were there? They play football. They played football, yeah. Did you dance? Did they dance? No. No, no, they didn't. Okay. Did they sing? Yes, they did. Okay. Rồi, bây giờ mình sẽ nghe lại một lần nữa để xem câu trả lời của mình nha. Mình còn thiếu một câu đó là how was the weather, nhá, thời tiết như nào. Rồi mình sẽ đồng thời check lại những câu kia. Track 43, page 62, activity 12. Listen and number. Hi, Lily. How was your day? It was fantastic. I met a lot of my friends from school. Oh, good. And was it very cold? No. No. It was sunny, but windy. Was the food nice? Yes. Yes. The food was great. We had fish and salad. Then strawberries. Yum. Were there any games? Yes. We played soccer on the beach. That was fun. But I wasn't very good at kicking the ball. Was there dancing? No. But we sang after the meal. Some of the songs were very funny. Hello? Rồi. Nhưng một chút mà nói là gì? How was the weather? It's sunny, but windy. It was sunny, but windy. Good. No, what food were there? So fish. Okay. Next one, they play soccer. Yeah, they didn't dance, they sing. Okay. Yeah. So, the last part of our lesson today is Imogen, he went to a party, complete the table in activity for herself, and why couldn't dancing be up? Bài cái phần 16 này họ yêu cầu là bạn tưởng tượng bạn đến một bữa tiệc và viết về cái bữa tiệc đó. Mình phải viết đầy đủ câu như cái đoạn văn vừa rồi ấy mà mình vừa học ấy, thì nhiệm vụ của mình là tưởng tượng bạn đến một bữa tiệc và viết full, là viết đầy đủ câu, câu cuối phải đầy đủ thành một đoạn văn và tưởng tượng là cái nội dung là bạn muốn một bữa tiệc. Ở dưới thì họ có giải thích một chút là họ có gợi ý một chút đó là there was the party was at the beach and the weather was sunny but windy. Các bạn viết tiếp cho mình, nếu để tưởng tượng là mình dựa vào cái sườn của cái bài năm rồi ấy, họ nói là họ gặp rất nhiều người bạn này, họ đã ăn gì này, bây giờ mình có thể thay đổi đi trên cái nền của cái bài vừa rồi. Và họ đã chơi trò gì này, họ hát muốn như nào. Bây giờ là tự về cái nội dung của bạn đã tưởng tượng ra. Như cái sườn thì vẫn có thể base trên cái activity 5 vừa rồi. Last month, I visited my grandma.
Then we went to the beach. The first day, I went swim. I go swimming and build sandcastle with my brother. The second day, I went for work and collected seashell with my mother. The last day, we went to the market and SC Foods bought some presents to give my friends. I love my trip very much. Bought presents and to which to get you say to get or to do. So for the last one, yeah. I bought some present to give my friends. Ok, rồi. Nội dung thì ok. Tuy nhiên thì có một số cái lỗi nhỏ như này. Từ visit khi mà mình đi đi ấy, thì dạng là visit thì nhớ nhá. Những cái động từ kết thúc bằng tờ và đờ. Cái quan trọng này, kết thúc bằng tờ và đờ. Khi mà là động từ có quy tắc mà thêm đi ấy, thì mình luôn đọc là thực. Nhớ nhá, không phải là visit. Mà là visit, bình thường là mình sẽ đọc là visit the đúng không? Những cái từ khác. Nhưng mà những từ kết thúc bằng tờ và đờ, âm tờ và âm giờ ấy, thì khi trên TV là mình sẽ đọc là nhớ nhá, một cái tips này, một cái. Rồi, thứ hai là không phải là go swimming, vì đây là một hành động đã xảy ra trong quá khứ. Thì chỗ là mình sẽ dùng là went swimming. Nhớ nhá. Rồi collect thì mình sẽ dùng là collected. Tương tự như từ visited, đúng không? Mình đọc là visited và kết thúc bằng tờ. Collect, kết thúc bằng tờ. Khi thêm ed, mình đọc là collected. Rồi, và khi mình nói là, bạn nói là bought a lot of presents, hoặc là some presents. Do, mình sau to ấy, do, nghĩa là quá khứ này. Thì khi mà được cộng với to, hoặc cộng một động từ khác, thì mình không thể dùng là to get được, mà phải là to get. Sau tu thì động từ nguyên thể. Bạn hiểu ý mình không? Có. Ừ, nhớ nhá. Tức là mình có một động từ thì quá khứ này. Sau mình nghĩ là tôi đã mua, I bought. Để làm gì? Mình sẽ dùng tu bought đúng không? Như là để tặng ai này, hoặc là để ăn một gì đấy. I bought seafood to eat, chẳng hạn. Tôi mua hải sản để ăn. To eat, không ai dùng nó là, không ai dùng là to eat. Bạn hiểu ý mình không? Vâng. Tương tự ở đây là to give, chứ không phải là to gave. Vâng. Nhớ nhá. Vâng. Đấy, đây là cái nguyên tắc này. Nhớ sau khi mình nói xong ấy, thì sau khi kết thúc cái buổi này, nhớ nốt lại một số những cái lưu ý nhá. Bởi vì cái này mình không dùng nhiều, mình sẽ hay quên. Nên là cái mình nhắc trên lớp thì cố gắng nhớ cho mình nhá. Vâng. Rồi, buổi học này kết thúc ở đây. Và bài tập của bạn, về nhà của bạn đó là viết lại cho mình một đoạn văn tương tự như vừa rồi. Và nhớ những cái lỗi mình đã sửa. Viết một bài văn tương tự nhưng mà nội dung khác nhá. Và nhớ là những cái lỗi mình vừa sửa phải khắc phục trong một cái đoạn văn này về nhà nhá. Vâng. Và làm bài tập nhà của bài 14. Ok. Yes. Ok. Goodbye. Yeah. Goodbye. Thì ra không phải như thế. Thành ra cái bài cuối con lại phải tự nghĩ và con nói ra. Cái đấy thì sao? Bài như là... Chứ còn cái bài này con dựa vào cái trường này con lại tưởng là phải là mình nghe xong là mình chép lại. Đây thì ra không phải là lúc sau là ví dụ như là quá khứ xong tu thì đến cái động từ tu là động từ nguyên thể. Mai thì sao cô Vân cô lại cho chép là tu ghép nhỉ? Mai nha, con mở cái những cái động từ chia ở quá khứ ấy mà có quy tắc ấy thì đọc đuôi ed đọc thế nào, có những sau tờ và đờ thì mới đọc là tịch, còn sau gì đọc là tch. Đấy, học lại cái đấy đi, quên hết rồi không phải quên.
Không phải là quên là gì? Không phải là con quên, mà là... Mà nó không nhớ. Nó tự kiểu như mình tự nghĩ ra mà. Lúc đấy con lại đành phải tự nghĩ ra. Tự nghĩ ra nhưng mà mình cũng phải... Cái đấy nó gắn vào đầu rồi sau này đi ra. Ừ, ngoài kia người ta hỏi nên tự cái câu mình trả lời thế là ô chết được câu này tôi chưa học. Để tôi về nhà tôi học xong tôi trả lời anh. Tắt máy tính đi. Đi xem nó mà. Tắt máy tính sau đó là đấy. Lớp đã hoàn thành. Buổi trực tuyến là kết thúc. Tắt cái hệ.